Bento. Rồi, đấy của anh khác. Bento sống ra bên ngoài, sống ra bên ngoài bị săn lùa gì đấy, bị đập vào chân, tổn thương khớp, chảy dịch khớp, sưng cục to quá, bây giờ phải đi hút. Hôm nọ nên xuống hay bớt cái gì ấy nhỉ, mà chụp cái chỉ quang nó nhỉ, hàn vét. Với cô bác sĩ không làm được cái đó, nó mới đuổi anh ra ngoài mà bảo ra ngoài để bọn em làm, nhưng mà với cho to này nó không như cho nhỏ được, xong rồi vẫn phải yêu cầu chủ vào, cần phải có chủ. Chủ vào đấy anh bảo chứ nằm lên lên bệ này cái cứ thế là nó nằm im, sao chủ sao vỏ. Xem nó hút ra ra bao nhiêu dịch. Với bọn chó to này thì chủ giữ nó. Cái này anh đừng để căng dây cổ nó nhé, để cho nó khoảng ở bên dưới, là lúc nào bên dưới nó hơi lỏng một tí, không là thành ra là giữ này rít cổ nó lại quậy. Như con Pila đợt mà nó đánh nhau ấy, không là là phải khâu tai đấy, này em giữ nó cho khâu sống ấy chứ, tức là gây tê tại chỗ thôi, không cho gây mê. Bởi vì gây mê là trường hợp bắt buộc mới phải gây mê, thì gây mê nó hại chó lắm, nó còn gan thận nó còn về sau mãi nó mới đào thải được. Còn gây tê tại chỗ thì ok, đợt đấy là mình giữ, mà sau hai đứa bác sĩ nó làm mà nó cứ nức nở, nó khen con chó của anh dũng cảm thế. Tức là bình thường giả sử như người mình đấy thôi, trong trường hợp mà vừa mới bị thương xong nó vẫn còn đang thì hăng máu thì có thể làm được, nó chỉ là hơi đau đau thôi. Như thì nó cũng như thế này này, giả sử như nếu mà bình thường mà không có chủ thì buộc phải là gây mê, không gây mê không làm được. Nhưng mà khi có chủ nó biết rồi, thực ra chọc như này đơn giản mà, nó có gì đâu. Như tiêm phát xong. Con chó mà nếu mà không có chủ thì là không có thể làm được. Còn có chủ ngồi bên cạnh cái vỗ về nó biết là nó là chuyện đơn giản. Thì xem nếu bạn anh mà ở nhà anh tự làm thuốc được thì em đưa này để anh hút. Thì xong thì em đưa về thuốc, anh đưa về. Nếu mà nó có chảy thêm dịch ra thì tự hút. Bởi vì được. Cái này hôm nay tiêm nhưng mà nó vẫn sẽ chảy trong từ 24 đến 48 giờ. Nó có thể chảy tiếp. Thì nó vẫn có tổn thương, nó phải lành cái ổ khớp đấy thì nó mới không chảy nữa. Không chảy nữa. Thế nếu mà anh nhà mà anh làm được thì em đưa này về anh làm nó dễ mà, bởi vì anh chủ anh tiếp cận là dễ chủ em mà. Đây là phòng khám thú y Việt Đức số 1 Mạc Thái Tổ. Mệt. Yên. Đấy. Xong chưa? Nhiều dịch cái này. Rồi. Bóp xem nào, xẹp chưa? Rồi. Thế thì đưa cho anh cái bộ kim đấy để mà vào có thể hút được. Bắt đầu mổ. Thì nó đỡ kích thì nó lại cũng dễ chịu hơn. Mà thực ra ở đây đang được vỗ ve vút về này thì lại chả ngủ. Bắt đầu giờ ngủ, okay. Ngủ được gáy như ngủ. Để sát trùng lại này trong kia. Để trường bao tay từ... Bao nhiêu người vây quanh. Chứ trong trường hợp gây mê con chó là bất đắc dĩ mới gây mê. Nó hại. Một nó tốn tiền. Bởi vì thuốc gây mê nó đắt tiền. Thuốc đấy nó là thuốc để mà phẫu thuật, nó cấp phép các thứ này kia là nó số lượng nó có hạn và nó tốn tiền lắm, nó đắt tiền. Hai là nó hại chó. Trường hợp vạn bất đắc dĩ thì mới phải dùng đến nó thôi, chứ còn bình thường là không dùng. Còn nếu mà bình thường mà mình không phải là người nuôi chó thì ra phòng khám là mặc định là nó sẽ dùng hết. Bởi vì như thế nó nhanh, tác phong công nghiệp. Nuôi thì mình làm thế nào để mà tốt nhất cho nó mà vẫn làm được thì mình làm. Nhà Bento to vật vã, con của Sinia và Husa. À, nó chỉ mỗi cái giai đoạn này nó thay lông thì nó ấy thôi chứ còn. Nhưng mà nó vào tất nhà anh cho vào hết từng nhà. Thì cho vào trong nhà chứ còn gì nữa, không anh nhà anh chưa có cái lược ấy rồi. Anh phải mua cái lược trải lông cho nó kia rồi.